Vâng, mời các bác thưởng thức chất âm của em Latina F35 ạ. Vâng. Và thường suy tư trong những chiều buồn, em muốn xa anh phải không? Ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu thì hứa một lòng. Mai đây em có nhiều hơn, tay trắng nên anh nào mong mơ nhiều cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa người. Nghèo biệt tình làm sao thì thôi nhé. Trước lễ công bố và phát động chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2023, chương trình nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2023 với thông điệp mỗi tin nhắn một tấm lòng với nạn nhân chất độc da cam được triển khai từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023. Theo đó, mỗi tin nhắn với cú pháp da cam gửi 1409 sẽ ủng hộ 20.000 đồng để giúp đỡ nạn nhân.